Những ngày qua thì mạng xã hội được một phen hóng những câu chuyện liên quan tới hai cái tên hot nhất chính là Trần My và Trang Nemo. Chỉ vì cô nàng Trần My sử dụng hình ảnh của Trang Nemo để buôn bán. Và kể từ đây thì một loạt những thị phi xuất hiện khiến cho cơ quan chức năng cũng phải vào cuộc. Và mới đây thì cô nàng Trần My đã livestream để phân trần tất cả mọi việc và đạt con số người coi kỷ lục. Tạm dừng hết những drama này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem Trần My là ai nhé. Trần My là một cái tên không còn quá xa lạ trong giới chuyên livestream bán mỹ phẩm làm đẹp cho hội chị em tại Sài Gòn. Không những như vậy mà cô nàng này còn trở thành một hiện tượng mạng khi thường xuyên có những phát ngôn hài hước trở thành trend. Nhắc đến Trần My thì không ai là không biết cô hiện đang làm chủ một hệ thống mỹ phẩm với hàng chục đại lý trên cả nước. Cô vốn tập kinh doanh từ khi còn là sinh viên năm 2 để không phải phụ thuộc vào gia đình. Các sản phẩm đầu tiên trong sự nghiệp bán hàng của hot girl sinh năm 1997 này chính là các dòng sản phẩm tắm trắng da mặt. Là một hiện tượng mạng sở hữu hàng trăm ngàn người theo dõi, Trần My từng không ít lần vạ miệng và vướng thị phi với nhiều người nổi tiếng khác nhau. Trần My lập kỷ lục 100.000 người xem livestream. Trong đoạn livestream, Trần My cho biết sau khi đồng ý đến gặp Trang Nemo ba mặt một lời, cô đã nhờ một người chị đi cùng. Tuy nhiên thì vì lý do riêng nên người chị này đã không đi cùng My. Vì vậy thì Trần My còn tiết lộ thêm rằng người chị áo trắng không thân thiết cũng như không phải là không quen biết. Ban đầu là người này đứng ở ngoài để chờ My, nhưng thấy My bị ép nói chuyện hàng thật hàng giả nên chị đi vào. Vì vậy thì Trần My nhận hết tất cả lỗi lầm của mình. Ai trách em nhận lỗi xin lỗi hết luôn. Lẽ ra người bị đánh là em, lúc đó em bị bất lực á mọi người. Em với mọi người cũng không biết làm sao nên em sai hoàn toàn. My cũng liên tục gửi lời xin lỗi đến người chị này và cho rằng mình mang ơn. Và Trần My cũng khẳng định rằng không có chuyện hai bên liên thủ tạo drama để kinh doanh. Cơ quan chức năng bắt đầu vào cuộc điều tra. Sự việc xảy ra trên sóng livestream với lượng theo dõi khủng chỉ sau ít phút thì câu chuyện này đã lan truyền nhanh chóng khắp trang mạng xã hội. Rất đông người đã kéo đến shop của Trang Nemo để tận mắt hóng chuyện và cơ quan chức năng địa phương đã phải có mặt để xử lý, đồng thời thì mời tất cả những người có liên quan về trụ sở làm việc, giải tán đám đông. Đến ngày 17 tháng 1 thì vẫn còn rất nhiều người túc trực tại trước cửa ngân hàng của Trang Nemo để theo dõi vụ việc. Cơ quan chức năng tiếp tục cắt cử những người ứng trực để ổn định tình hình khu vực. Đến thời điểm hiện tại thì shop của Trang Nemo đang ở trong tình trạng chỉ mở cửa một nửa và không có bóng dáng nhân viên qua lại. Như vậy thì trên trang cá nhân của cô vẫn livestream và cập nhật những thông tin sản phẩm mới như bình thường. Có thể thấy thì sự việc giữa Trần My và Trang Nemo vẫn đang là một tiêu điểm khiến cho dân mạng quan tâm. Nhiều người vẫn đang theo dõi rất sát sao nên không bỏ lỡ bất cứ diễn biến nào của vụ lùm xùm này.